Dominic khắp khắp leo 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 khắp khai. Hello mọi người. Hôm nay của FF sẽ làm clip đi review cà phê mọi người nha. Giờ FF thấy mọi người comment ở dưới để bảo FF làm clip nói tiếng Anh, vừa nói tiếng Trung, vừa nói tiếng Campuchia, cũng rất là nhiều tiếng mọi người nha. Ngày xưa thì của FF thì cũng rất là hay nói tiếng Anh mọi người. Giờ này thì mình cũng biết sao sao thôi. Rồi thì bây giờ mình sẽ vừa nói tiếng Anh thì đi review cà phê mọi người nhá. Hello my friend, I am Ipep Stilter, Ipep review coffee my friend. My friend watch video and stop follow me. Because you say good morning. Good morning, I am Ipep review coffee my friend. Because you say coffee it's beautiful, my friend. Yes. Beautiful. Yeah, come on, let's go. Follow me. Because today I review coffee. My friend watch video and start follow me. Để mọi người hôm nay của em nói tiếng Anh mọi người nhé. Nói chung thì mình nói tiếng Anh thì không được hay lắm, cũng được nhiều. Ngày xưa thì mình nói tiếng Anh thì cũng rất là hay mọi người nha. Giờ này thì mình già rồi thì mình không nhớ đấy mọi người, tại vì công việc của Pep suốt ngày đi làm mọi người thì mình không nhớ được tiếng Anh nhiều nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi chỗ kia review vườn cà phê mọi người. Còn đây là cà phê của Pep thì mình trong thì hơn một năm mấy rồi mọi người đấy. Thôi bây giờ mình sẽ đi mọi người nhé. Because today IPEP camera video, it my friend watch video and start follow me. Because today I review coffee. I feel my friend comment video IPEP because today IPEP rep my friend camera video. Okay. Có mọi người comment ở dưới là để bảo FF nói tiếng Campuchia. Thì hôm nay mình vừa nói tiếng Campuchia vừa nói tiếng Trung mọi người nhá. Nói chung thì mình nói thì biết sơ sơ thôi, không biết nhiều mọi người. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi bên kia luôn mọi người nhá, đi review chỗ kia. Thì năm nay thì cà phê của FF thì cũng đẹp lắm mọi người, tại vì mình không có phân mọi người nhá. Đây. Đấy. Và buổi sáng hôm nay mình đi đi quay cho mọi người cùng xem. Đây. Cà phê đây mọi người. Đấy. Thấy không? Thì có trái thôi. Trái nhỏ thôi. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói tiếng Campuchia mọi người nhé. Tại vì của FF thấy mọi người comment ở dưới thì để bảo FF nói tiếng Campuchia. Nếu mà mình không nói thì sợ mọi người nói thì nói phép thì không muốn rep lại. Thôi bây giờ mình sẽ nói mọi người nhé. Bóng chí lạnh ôn tê chích chứ đầy nhân pran pi pran mùi đọc ọc quân miễn là pran pi là pran mùi ọc quân là miễn pran pi là pran mùi bóng chí lạnh ôn tê chích chứ đầy nhân nhân là nhân là chí lạnh ôn tê mùi là pran pi là pran mùi đọc ọc quân là miễn là miễn là miễn là pran pi phần pi là phần mũi là còn là phần pi là quân là miếng là mà là phần pi đó đó là tiếng Campuchia mọi người. Ai mà biết tiếng Campuchia thì mọi người hãy comment cho FF á, có phải FF nói tiếng Campuchia có đúng hay không mọi người, tại vì mình thì biết sơ sơ thôi, không biết nhiều nhá mọi người. Còn tiếng Anh thì mình ngày xưa thì FF cũng rất là giỏi tiếng Anh mọi người, tại vì giờ đây thì FF bị điên á mọi người, thì bị điên thì nào có FF thì không biết không nhớ về tiếng Anh nhá mọi người nhá. Đây. Còn tí nữa mình phải nói cho mọi người tiếng Trung nhá mọi người nhá. Đây. Because today I am FF review coffee FF beautiful my friend. This is beautiful. I am
lobster coffee so much. It my friend watch video today. My friend miss study video me because today I review coffee coffee my house. Okay. Oh yeah, my friend. Oh yeah. 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 Okay. Very good. Beautiful, my friend. Beautiful. Oh yeah. Beautiful. Okay. Oh, my friend, follow me. Còn đây là cây trái mọi người nhá. Cây trái đây là nếu mà có trái thì người ta hay ăn mọi người giờ hết rồi. Đấy, thì cây trái này thì nếu mà nó chín thì đỏ đỏ nha mọi người. Tại vì hôm trước mình vô đây thì hái mọi người. Đây. Hôm nay mình phát hiện đây mọi người. Đấy. Đây. Thì tại vì khổ hết rồi. Còn chỗ đây là cà phê của người ta nha mọi người. Còn bên đây là cà phê của Pep mọi người. Đấy thì năm nay thì cà phê của Pep thì cũng đẹp lắm tại vì không đủ phân nha mọi người. Thì không có phân thì không đẹp lắm mọi người nhá. Đây. Bây giờ mình sẽ đi hái trái cây ở chỗ kia mọi người. Thì my friend follow me it's tree my friend because tree just the so much my friend. Okay. Sao mình đi khắp leo nè lẹp lẹp khắp thay. Bóng sẽ lạnh ôn tế là chết ở đây nhuôn. Nhuôn là bàn pi là bàn mùi là ọc cún là mi là bàn pi là bàn mùi. Sao mình đi khắp là khắp thay. Khai là khắp khóc. Khắp sẽ lạnh ôn tế là sao mùi là khắp thay sẽ lạp ôn tế mùi. Là sẽ khắp khó chê. Luôn mà khắp thay sai khổ và thịt xa. Ồ, ni hảo của khỏe lớn. Khen số hôn hở. Hổ lớn sẽ xịa. Chị xịa ni hảo vô ai ni. Bằng phi là bằng mũi ạ quân. Hello my friend, I am Ipep Studio Ipep Phiêu tree. Beautiful my friend. Đây mọi người thì hôm nay mình sẽ hái trái cây đây mọi người. Đấy thì trái cây đây cùng có quả. Có quả thì ít ít thôi thì mình phải hái mọi người nhá. Đây. Quả đây thì giống như quả nhỏ như đó mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn mọi người nhé. Because today I feel twist I eat good morning I'm free my friend. Okay. I eat my friend. Very good. Very good. Very good, very good. Somebody khắp khắp khai xin là khắp khó xin là khắp khó xin là khắp khá xin là khắp khó xin là khó khó xin là khắp khắp khí xin là khắp khó xin là khá xô lọ bạc tế xe là khắp khó thì xin là khắp khá xin là khắp thường xô lô mạch thịt xô giá lọ khắp khá xin là khắp khá xin là khắp khá chỗ nó mà cảm thấy sạch sẽ phải khá, cho nó cảm thấy khá, nó mà cảm thấy khá, nếu mà nó cảm thấy khá, oh, what I got, okay, very good, quá ngon mọi người, ngày hôm nay của Pep đi review vườn cà phê, giờ Pep thấy mọi người comment video ở dưới thì để Pep nói tiếng Anh, vừa nói tiếng Trung, vừa nói tiếng Campuchia, vừa nói tiếng cũng rất là nhiều mọi người. Còn Pep thì biết nói chung thì biết sao thôi, không bao giờ biết nhiều nha mọi người. Đấy, mình biết bao nhiêu thì mình phải chia sẻ cho mọi người đã biết. Nếu mà ai mà biết hơn Pep á, mọi người hãy comment video ở dưới Pep nói đúng hay không mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ hai trái cây đây mọi người thì ngày xưa Pep hai nhỏ thì cũng rất là thích ăn trái cây đây mọi người. Đấy
Và trên cây cũng rất là nhiều nha mọi người. Trên cây đây nhiều quá mọi người. Bây giờ nó sẽ nhái hái mọi người nhé. Ui, đây đây. Đấy. Đây thì quá chín mọi người. Trái nho đây thì mình nói tiếng tiếng của mình nói đây là trái quả 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 hồ quả muối đấy mọi người. Thì còn bên bên mọi người nói thì mình không biết mọi người nha, còn bên mình nói là quả muối gì đó mọi người. Quả đây thì cũng cũng rất là ngon mọi người, giống như quả nhỏ gì đó mọi người nha. Đây. Ngon quá. Yeah, come on. I eat my friend. My friend, what we do and so follow me. Okay, because today I am review I am camera video copy. It's not in what video and supplement. Okay. Ni hao. Ni hao ko khai la kan so hun ha. Hao la che xe. Ran pi la pran mui a kun la mi la pran pi. Pa. Che che. Ni hao che che. Okay. Quả đây thì mình ăn cùng cùng rất là ngon đó mọi người. Yeah, come on, let's go. Rồi mọi người, thì bây giờ mình sẽ review cho mọi người cùng xem cà phê của FF mọi người. Như mọi người muốn FF nói tiếng Anh, vừa nói tiếng Trung, vừa nói tiếng Cam. Hôm nay mình đã nói cho mọi người cùng biết rồi. Nói chung thì mình biết thì không biết nhiều lắm mọi người, biết ít ít thôi, thì biết sơ sơ thôi mọi người, thì không không được biết nhiều đâu mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ về nhà cho mọi người. Đấy, thì video ngày hôm nay thì mình rep mọi người rồi, tại vì mọi người muốn FFA làm video thì nói tiếng Anh vừa nói tiếng Trung. Bây giờ mình sẽ nói cho mọi người cùng nghe nhé, vừa nói vừa đi luôn. Hello, my friend. Today I'm Ipeps, review coffee. If my friend watch video and start follow me, because today I good morning. I am review coffee. Coffee Ipeps beautiful, my friend. Because coffee beautiful, I am happy, happy, my friend. Yeah, comment. Let's go. Yeah. Okay. Beautiful, my friend. Country beautiful, I am happy. How many cup? Cup now, left cup, cup tie. Cup tie, slap cup, cup, and cup, 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 cup. Video ngày hôm nay mình chia sẻ cho mọi người đã nói tiếng Trung với tiếng Cam và tiếng Thái, tiếng tiếng Anh rồi. Hôm nay mình review vườn cà phê thôi. Nói chung thì cà phê của FF thì không có phân thì không đẹp đâu mọi người. Mình chia sẻ cho mọi người cũng cũng đã biết rồi. Thôi thì bây giờ mình sẽ dừng video ngày hôm nay thôi. Nếu mà mọi người biết biết hơn FF á, mọi người comment video để FF biết thêm. Nói chung thì FF ngày xưa thì cũng biết tiếng Anh cũng rất là nhiều mọi người. Giờ này thì mình đi làm công việc thì không không có thời gian để học tiếng Anh nữa mọi người. Thì của FF thì nói chung thì FF bị điên bị khùng thì não của FF thì cũng quên hết tiếng Anh rồi mọi người.
Thôi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Mọi người hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem video này để mọi người ai mà chưa biết tiếng Anh, ai mà chưa biết tiếng Trung, ai mà chưa biết tiếng Thái, ai mà chưa biết tiếng tiếng Cam thì mọi người hãy chia sẻ cho video này để mọi người xem thì mọi người cùng biết nhé mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ dừng video tại đây thôi mọi người. Bye bye. Xong rồi này ครับ.